là chị Long Phan với đại diện cho em Sally với chị gì? Chị Bích Vân là đã đấu giá. Bích Phan là đấu giá hai cái áo dài này là mỗi cái áo dài là 100 đô. Rồi hai cái áo dài là 200 đô. Nha các bạn nha. Đó. Giờ mình đại diện cho Thiên Phước, mình sẽ giao áo dài này cho Long Phan. Long Phan đó là người đại diện của anh Saoli và Bích Phan nha nha các bạn nha. Mình xin thay mặt cho câu lạc bộ Thiện Nguyện Sức Sống xin cảm ơn chị Văn Phan rất nhiều đã kết nối chị Sally để mua hai áo dài, và cảm ơn Thiên Phước đã Mạnh Thường Quân đã tặng cho câu lạc bộ Thiện Nguyện Sức Sống hai cái áo dài và đã tặng cho câu lạc bộ. Thay mặt Big Phan là cô bạn tôi ở bên San Jose và Sally là học trò của Long Phan ở bên New York, luôn luôn là muốn học về Việt Nam với những đêm nhạc từ thiện của nhóm Thiện Nguyện Sức Sống, và đây cũng là một trong những nhiều lần mà những người bạn của tôi cũng như tất cả những người bạn ở Việt Nam luôn luôn đến với Sức Sống, đến với cái tâm và đến với những người khốn khó để cùng chia sẻ những cái niềm đau của những người bất hạnh. Một lần nữa xin cảm ơn câu lạc bộ Thiện Nguyện Sức Sống. Xin rất cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ca nhạc. Xin mời em với một ca khúc Bông Hồng Cảnh.